trời ba tưởng mùa ba cái kia là bị ba văng mùa chứ đâu bị sỏi. tự nhiên bị văng à, buồn á. Hồi nãy đáng lẽ là đừng có lút đồ làm gì, nằm yên đấy, cái thằng đồng đội nó tới, xong rồi xiên nó xiên thêm thằng nữa, đậu xanh. Ham đồ quá, mày ham đồ quá. Quan tỷ mà lớp. Anderson đã rồi đây này. Mình chơi hồi mấy giờ giờ không nhớ luôn á. Chưa ngồi từ trưa giờ. Đi lớp về rồi toài được luôn. Bắt luôn á. Đó là Hồng Sơn rồi kìa. Hồng Sơn rồi kìa. Đó là em xin lớp nữa, mặc lắm rồi kìa. Hình như phải là bao. Bo chim chi mấy ông, hay là cái khu này, khu này hay là khu bo chim chi? Tôi sợ bo chim chi, bo chim chi đông lắm, khu đó đi, nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi. Gata cũng ngon lắm nè, Gaka cũng ngon lắm. Ơ qua rồi của anh em rồi. Đây ở bên kia đồng quá quay luôn, tôi đậu hẳn ở trong nhà. Mấy ông sao nhảy dù có vẻ nhanh nhỉ, xuống nhanh nhỉ, tôi xuống lâu lắm. À, vậy cái nhà vô chả có cái gì. Rất nhà Brunei à. Brunei có hai tay thì mình cho này đâu được. Lót là gì ngon không? Được khẩu súng luôn. Với cả một cái scope X4 nhưng mà chưa có súng to. Không có súng to không nhất là mấy cái lót được mấy đồ xịn xịn gì mà đéo có súng xài. Ô, ba lô ba luôn này. Bảy nồi. Ông ba ba lô một nào ông? Cái này.
Yeah, rất kiếm rất bằng Việt Nam chơi. Cái xe à? Có tiếng xe chưa? Máy bay chứ. Máy bay. Toàn hù cán bộ. Xe cái chỗ cái nhà dài dài mấy ông ơi. Nó là cái mương mà. Mương à? Phải. Cái gì à? Ô, là chỗ màu đỏ ấy. Ở xa xa có cái gì xuống nhỉ? Hướng E. Hướng 75E. Bởi lắm mai tôi đang chạy rồi. Ờ, ông thấy cái dù xuống không? Hàng tiếp tế xuống đi. Chưa thấy đâu à? Nhìn thế chứ hơi bị xa ấy. Nhưng mà chạy ra đấy là chạy vào tử địa. Cả đống đứa. Một cái 2, một cái 4, không một cái. Rồi tôi lại combo Uzi với lại súng săn. Đồ máy combo đéo ra làm sao cả. Anh em đâu rồi? Bây giờ tôi đã chạy trước rồi. Ông nào lấy 2 với 4 ông tôi đưa luôn. Tôi cầm lục rồi thì ít kiểu gì. Cho tôi mượn cái. Tôi còn không tôi có mượn một cái đi. Đây ra đây tôi vứt luôn. Đây đâu mà phải mượn. Lấy mà dùng. Ông lấy súng tạm cái súng này đi. Ôi vãi. Ôi rớt rồi. Giờ sao lên. Nó có đường lên đó. Có không có không? Có và rớt xuống mưa đúng không? Ờ rớt xuống. Có đường lên đó. Có mấy cái miếng gỗ đường lên. Có sang đây chưa có ai lút này. Lút cẩn thận rồi nhá. Phải đánh xuống lục thôi. Mình thật. Bên này nghi còn vẫn có người đâu ơi. Cẩn thận. Bên này có ba loa 2 này. Đây xin. Xài súng gân chán quá ta. Nãy giờ cái toàn gặp súng gân không? Súng gân map này nhiều mà nó là súng SIDA nhất nên là hơi nhiều. Ông vừa đánh smoke rồi à? Ừ. Ô bên này ba lô 2 quá trời này. Đây xin. Đang tới. Ở trên cái nhà đấy là nó nằm ở trong. Ok. Ôi ngon, cái chảo luôn. Gặp bà đấy. Dạ mua lâu đài luôn là. Ủa có giáp không? Mua mưa không ơi. Mua vua. Ê, thầy nhận được khẩu Skyline ngon, khẩu M16 bắn cái gì? Khẩu M16 bắn nó không có chuẩn. Ơ, được cái mặt nạ nè. Cái này như có người lút rồi. Ông cẩn thận nha, bên này tôi có cảm giác như có người lút rồi. Ok. Kiếp xe em ơi. Đâu. Kiếm xe. Bên này có cung này. Cung hả? Cung cho tôi đi. Bên này này. Đây. Có tay không? Ồ ngon. Chứ xài lục chán quá. Xài luôn. Lên ra cảnh pha lôi. Bè.
Ủa, bên này cũng chưa ai lút đâu ông ơi. Vậy sang đây đi. Cửa đóng hết. Thôi, cho thật bỏ xe ăn. Cái này có giáp một là có ăn lấy không? Giáp một ở đâu? Bên này, bên nhà là bên này. Thôi đây. À, chờ tí, chờ chờ. Cái con mè đông con nào? Có gì không? Ba có túi mà hiểu mà. Tôi không có súng mà toàn lục đạn không trời. À. Em cho cái súng đi. Ok, xong rồi. Mày đi đâu đây? Tập trung lại thôi. Chạy hướng Bo Kinh Chin luôn kìa. Bo Kinh Kỳ. Không có xe luôn. Bo Kinh Kỳ bắn nhau gớm lắm. Chơi luôn. Chút nữa cò hơn đấy. Bên mấy ông có xe không? Bên hai ông bên kia có xe không? Chưa có cái xe nào ở đây. Đi xe tôi nè. Còn tôi cũng có xe quá. Ra chỗ màu đỏ luôn không Việt Nam? Chỗ S đấy. Máy bay kìa. Kệ đó. Ờ, ông thấy cái nhà đỏ ở trước ông Phong. Thấy. Nhặt luôn đi. Được. Thấy cửa đóng. Có gì lắm đạn được cũng tên. Được ra đấy nha. Tôi đánh dấu xanh lá rồi đấy. Chui vô cánh đồng nằm xuống bò. Ôi được đâu, tôi vào chỗ nào có đồi núi á. Từ tôi vào mấy cây. Đó mày phục của nó nha. Ai là demo. Ôi, sorry, tưởng ai. Cái gì? Phải à, ông đi cửa trước, không đi cửa sau. Anh là như sao giọt cũng vơi đó. Như thật. Vậy đây anh như. Không mới. Lên lầu mày. Không có gì vậy. Tôi có băng đạn phụ kiện súng trường nè. Cho súng M16 ấy. Hôm nay đeo cái gì? Phụ kiện của M16 ấy, Scarlet đó. Ờ, cái băng, thêm băng đạn. Ông tìm cái nào mà nó có extend quick ấy, nó vừa thay đạn, nó vừa thêm đạn ấy. Thay đạn nhanh rồi thêm đạn. Tôi không nhận được cái đấy. Hử. Trong kho có người, không? Cảm ơn, từ rồi. Đây ông ơi, ba cái nhà ngoài này. Đấy. Ok, làm việc trước đi. Một thằng nằm rồi, đặt anh em còn một thằng nữa thôi. Không có. Một thằng nữa, nó vẫn còn tìm nó đây. Tôi vào trước nha. Vào trước đi, giết đi. Ủa vãi.
ấy nổi đáng. Bắn nó đi, vào bắn nó đi, bắn nó. Rồi trong bên phải cạnh cho tôi á. Chết rồi. Tìm được chết. Cứu. AKM này không? Ông ơi, AKM với đạn dưới này. Đâu. Ăn màu luôn cho ngồi góc ăn màu luôn đi, tôi có vời. Đây này. AKM với đạn trong này nè. Có tiền xe nha. Trên lầu có gì không? Có tiền xe anh em ngoài thật. Nó đang vào đây đấy. Chắc là đồng đội nó. Bắn chết rồi đi. Ôi khu này thả bom, mẹ mình lên giữa. Nấp đi, nấp vào đây. Oh my god. Hai ông kia hy sinh rồi. À, mình bắn đường thẳng, nếu mà kia nó vào. Hy sinh hả? Lại gì? Chúng tôi sẽ cúng nhang ngoài gà cho mọi người. để đi kiếm cái lương vàng. Đi qua đây thử, nhớ đi qua đây được thì chơi luôn, đi qua luôn. Trời ơi. Sao dữ vậy? Tôi đang chạy sang bo chim kỳ. Chim, đúng rồi. Vãi, ông chạy trước bom luôn, ông gan nhờ. Ô. Cái bom à? Bọn kia nó không giết luôn. Phải đen lắm. Tôi không biết là chết rồi. Ô, xe này. Ông kia đi xe không? Đi. Còn hai hàng thôi. Đi xe luôn đi. Cái này đi xuống sông nha. Xong rồi. Ô, ông đồ mới nhặt xe sớm là chạy sang kia cứu được ông kia kìa. Cái này xe này. Tôi chạy xuống đây nha, Bãi nồi chống cả mặt. Đủ má nó hai tim rồi đấy. Hai tim luôn á. Về bọn tôi chạy đúng rồi. Không có đợi các ông ra thì giết được con tim kia. Đây, đi giữ luôn đi. Giữ luôn đi. Chơi luôn, chơi đéo gì. Cái đồi này má. Đây nè, cái nhà nè, thấy không? Thấy điểm xăng không? Xăng nước á. Rồi. Xăng nước biển á, ra nhà đó núp. Chúng ta giảm thủ. Ở đó chính giữa quá không? Chính xác. Núp bên trong. Chết mẹ, hết đà. Rồi. Phải nước biển mà. Đi đâu vậy? Nước biển mà. Thôi, chạy đây luôn đi. Ông đừng ra đường chính, đây đường chính nguy hiểm đó. Ô, có cái xe lật. Chạy đi. Xe gì mà chậm thế? Xe yếu vãi nồi luôn. Xe này mà bị nó nhắm một phát là có đường chết thôi. Thề luôn. Ở nhà nói anh em chúng ta núp chậm nha. Kệ. Chơi thì kiếm phục vụ đi. Khu này chưa ai lút này. Bấm thích chạy lẹ. Nhà ăn trước rồi, chút cẩn thận. Đi vệ sinh ông ơi. Đợi ấy ông ơi. Đâu vậy? Đi vô nhà vệ sinh đợi bom ơi. Bom hả? Ở trước kia có chiếc bung ghi kìa. Ủa, ngon, đứng dòng bung ghi bắn người ông ơi. Trong này có đồ này. Ê, à khóa cửa vậy. đứng dòng bung cái bung ghi kìa. Ông thấy cái bung ghi không? Hướng nghe. Trong đó có gì? Hướng nghe. Đứng rình cái bung ghi con nào ra lấy. Bắn chiếc cụ nữa. Đấy, mình vô trong vòng rồi này. Okay. Vô trong vòng này, đứng yên đây đi. Ở đây luôn đi. Ok. Ở đây luôn. Ra đây nè. Xe xuống, ngồi xuống. Đấy, nó làm gì làm. Ok, có xe kìa. Từ nha. Xe có tiếng xe. Từ. Ba thằng. Ủa nó lên xe kia à, vãi. Thôi kệ đi. Mở cửa ra bắn chích trụ đó.
Thôi ba thằng lắm. Bắn được đâu, đéo được đâu, đéo được đâu. Lên mà xe ta cầm được rồi ông ơi. Cứ ở đây đi. Ấy lộn 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 lộn. Đồ bé. Đúng lầy thật ý. Ở kia tôi không nhớ, tôi nhìn không nhầm thì có cái xe mô tô kìa. Nhìn cái hình như cái xe mô tô vậy. Ừ, đúng rồi, xe mô tô á. Ây da. Đại chạy nơi mà tao tu đi, ai mà vô đây là quốc liền, ngay lập tức. Xe kia hết xăng đúng không? Đáng lẽ phải có ai vô đây vô kiếm hàng chứ, không có ai tặng. Má nam nữ ở chung một phòng không biết tôi nghĩ gì rồi đấy. If you can know what I mean. Giờ mà vòng bo Sida là ra chôn cái xe Bungie chạy luôn nha. À. Xe kia nó bị gì mà nó bỏ lại ta? Hết xăng. Như thế này bánh xì lốp hả? Sao rồi mình bắt xe Bungie á hả? Ờ đúng rồi đúng rồi. Không nhưng mà nó phải bỏ một thằng lại. Rồi bỏ một thằng thì thằng đó là bị giết nữa. Mình sẽ rút được đồ ở thằng đấy. Một cái chế, có trái bom sẽ móc mà nếu ai nhặt này. Thôi có rồi. Đẹp quá trời bom. Bỏ đi. Nó đang bo lại đúng không? Tính ra nhà đó cho an toàn á mà thôi, cứ ở đây đi. Ở đây là nhà vệ sinh, không ai để ý cả. Chỉ có một nôi đem nữ. Một tấm lều chanh hay là ở tim vàng. Đây đâu? Có ván thì nhặt được 2-3 cái sai lầm, có ván chạy chết mẹ luôn. Không nhặt được cái nào. Oh shit. Yeah, boy. Ủa, thằng giòi sao lửa má. Má quả này xem bo nó như thế nào. Còn 35 thằng. 35 thằng không ơi. Ok. 35 thằng là mấy đội ta? 35 thằng là 6. 7 đội. 7 đội à? 34 thằng à. Tính hai mình ra là có 32 thằng á. Thì còn 7 đội đó. Tính hai mình ra là còn 7 đội á. Bo sao? Bo lầy thế. Bo thôi kệ cứ ở đây. Cứ ở đây tiếp đi. Ngo, hiểu nông dân cứ ngo. Canh. Nước slow tông. Canh hướng xét đâu rồi. Lệ tương qua đây không thể kết thôi. Mà em. Nghe coi nè. Slow lắm ai à? Lính thể rất bỏ. Cái mấy thằng lính thể rất bỏ lên. Ôi thơm. 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 Hồi nãy mà mình chạy ra đấy là ra giữa vòng. Ôi nãy dở ha. Nãy thế đi ra ngoài cho rồi. Đi không? Hay là giờ đi ngoài? Có tí xe từ từ không? Không, máy bay. Cái máy bay à? À. Đi ông ơi, đi ông ơi. Đi. Tôi lái hay ông lái? Ông lái đi, để tôi sau tôi bắn nha. Okay. Không biết nó ở đâu luôn á. Ông control 2 đi. Ơ. Ông control 1 đi, ông control 1 đi. Control cộng 1. Rồi, đúng rồi. Rồi. Đi. Đây ông ơi. Đâu, đây này. Tầm. Đây có nhà vệ sinh này. Đây có nhà vệ sinh. Quá trời xe luôn, vãi. Nhà vệ sinh này được à? Má, tiếng súng ghê vậy. Lê, vô đây. Vô đây. Có cửa lại.
C ngồi xuống. Nó nhắm từ trên kia. Ủa nó nhìn thấy thấy đầu mình à? Thấy cái đó. À, bọn này kìa. Tàn đi sắp lọ thôi. Ôi trời, đúng rồi. Quá trời luôn. Trời ơi, 28, thật còn 28 đứa. Núp xuống. Núp xuống không quan sát được ông ơi. Nè, được mà, tôi đã quan sát được mà. Thì đi là quan sát được. Đúng rồi, đi. Đi qua đi lại. Xem bo rồi. Ủa ngon phết. Ngon. Lên chạy lên đây. Lấy xe chạy lên cái chỗ ba nhà. Đi bộ. Đi. Từ từ luôn rồi, trong đó có người á. Bắn nhau nghe từ phía đấy. Đi. Bom đâu vậy? Đấy, có người. Vãi nồi, tôi bị bắn ông ơi. Chạy đi, đứng dậy chạy đi. Rồi xong chạy luôn. À. Cú gì? Ông ơi. Ôi nó kìa. Ôi. Xe dưới kìa. Ôi, vô đây, tụi vô đây. Tụi vô đây. Tôi không biết là tôi vô kịp không, nhưng mà tôi nghĩ là ông hãy xin để cứu tôi đấy. Cứu được không? Này, tôi còn bên ngoài này. Còn bên ngoài này, nó ở dưới cái xe dưới rồi. Ok. Ông bị bắn không? Không. Ôi, nó bắn tôi. Ông nằm xuống, ông cứu tôi đi. Đấy, trong đùi luôn. Đúng rồi, trong bóng râm đi. Nằm cứu được không? Ờ, được. Ngồi. Được. Nằm xuống luôn nha. Ôi, chạy luôn đi, chạy luôn đi ông ơi. Lên cái nhà đi. Trong đó có thằng, thấy rồi. Hay quá, một thằng. Còn ba thằng nữa. Nó bò trong nhà rồi. Bơm tí máu nữa thôi. Má bắn tôi kìa, má bắn tôi. Ui, hai thằng. Cái vòng bom ơi. Để xem nó xuống, nhé, xuống không? Đây, xuống đây. Quay xuống đây. Tụi bay xuống đây. Tụi bay xuống đây. Nó chạy thằng nào vậy? Má. Nó chạy sau ấy. Ôi chết luôn. Ủa sao bắn à? Ông chết ta. Còn ba thằng ở đấy luôn rồi. Nãy bị ở dưới đồi bắn lên chết rồi. Sao rồi, lại bị clear rồi. Chết rồi, chết hết rồi. Hạng 6, top 6 không được top 1 phải. Biết thế nãy vô trong cái chỗ màu xanh lá cây, xanh nước là được rồi, đúng không? Nãy mày chạy vô màu chỗ xanh nước là mới đẹp. Đẹp như mưa, bền như mới luôn. Nó chấm núp mê luôn. Dở ghê. Rồi, tôi lại bị đứng again. 730 này. Cái kẹt GT 730 đấy chịu không nổi. Sao 50 ấy, 750 nó đỡ hơn rồi. 750 thì phải xài hàng T luôn, ngon. Ừ, 750 T. Trời, 750 T thì má setting ngon luôn.
Tích tiền mua cái máy ở nhà. Cái này giờ tay 720 mua máy nhà xài ngon hơn không? Anh ơi, đóng hộ em lại cứ ứng dụng đó. Nó lại bị đứng. Ừ, 105, em chơi 1050 à. Loa nhỏ ghê. Loa của ai nhỏ mà vậy? Loa. Loa của tôi cái gì á, nhỏ xíu à. Đây. Ủa, cái loa của ai ta? Nhỏ xíu à, nghe nhỏ xíu à. Loa của ai? Lớn rồi đó. Ok, đang vô lại. Ai cho ăn đâu? Ừ, thì ai cho ăn đâu? Rồi, tiếp mấy ông ơi. Đi tìm ai là tiểu phú tiếp. Không biết đưa đây. Đưa không? Hôm nay không biết được.